Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở video này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một khái niệm nữa ở trong Laravel, đó chính là Router Group với Namespace. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng Namespace? Bây giờ chúng ta cùng quay lại những ví dụ của buổi trước. Thì các bạn biết là chúng ta đang sử dụng các router cho các ví dụ của buổi trước và chúng ta đang sử dụng thông qua function callback. Tất cả các router của chúng ta đang sử dụng ở đây đều thông qua function callback. Tuy nhiên trong thực tế, khi chúng ta xây dựng một dự án thì chúng ta sẽ gần như không bao giờ sử dụng cái việc định nghĩa router sử dụng cái function callback như thế này, mà chúng ta sẽ định nghĩa router và chỉ định đến một controller. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng theo cái cách định nghĩa dùng function callback thì trong thực tế nó sẽ xảy ra một cái lỗi khi sử dụng PHP artisan optimize. Đó, mà cái lệnh đó thì chúng ta rất hay dùng trong quá trình deploy. Đó, thì đó là lý do đầu tiên chúng ta sẽ không sử dụng cái router với function callback. Cái này chúng ta chỉ dùng để demo để các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của từng loại router ở trong Laravel thôi. Còn sau này khi chúng ta bắt đầu với project, thực tế chúng ta sẽ sử dụng controller và tất cả các router này sẽ mapping với controller tương ứng với cái action của nó. Ok, thì ở bài này tôi sẽ không sử dụng cái router với function callback nữa, mà tất cả các action ở đây, các router đây tôi sẽ gắn nó với controller. Đó, thì lúc này tôi sẽ quay trở lại với phần của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước khi demo cho các bạn hiểu về cái router namespace thì tôi sẽ đi tạo ra các controller tương ứng với cái phần user, product, category và phần new này. Đó, thì để tạo ra một controller ở trong Laravel chúng ta sử dụng câu lệnh là artisan command như thế này. Đây, artisan command, artisan make controller, đây là câu lệnh để chúng ta tạo ra một controller. Thì thông thường khi các bạn tạo một controller thì nó sẽ nằm trong thư mục controller như thế này, và nếu các bạn muốn tạo ra một controller và có thêm một thư mục ở đây nữa, ví dụ như là backend như thế này, thì một là các bạn có thể tạo trước thư mục backend như thế này, hai là các bạn không cần phải tạo trước cũng được, thì các bạn chỉ cần tạo như thế này là được. Thì đây các bạn chỉ định là ví dụ như thư mục là backend. Đó, sau đó backslash tên controller mà các bạn muốn, ví dụ là user controller. Thì đây là cú pháp để tạo ra một controller. Thì thông thường các controller trong Laravel nó sẽ có tên như thế này. Chữ cái đầu tiên viết hoa và kết thúc nó là chữ cái đầu tiên của controller cũng viết hoa. Đó. Và tên controller này luôn luôn là số ít các bạn nhé. Nhớ cho mình như vậy. Tôi sẽ tạo ra user controller. Đây, sau khi câu lệnh này chạy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái controller user nó nằm ở trong thư mục backend như thế này. Tôi sẽ load lại cái này. Thì lúc này quay trở lại đây, chúng ta sẽ nhìn thấy thư mục Laravel tutorial sẽ là controller. Chúng ta đang tạo nhầm thư mục. Quay trở lại đây, nó nằm trong thư mục Laravel tutorial. Đó, chúng ta tạo lại. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy thư mục backend và user controller như thế này. Đó, tôi sẽ lần lượt tạo ra các controller khác như là product controller. Đó, như là category controller. Category controller. Và cuối cùng sẽ là new controller. Đó, thì đây không phải là số nhiều các bạn nhé, đây là new, nghĩa là tin tức ấy. New controller. Ok, lúc này chúng ta có 4 controller tương ứng như thế này. Đó. Và tôi sẽ đi định nghĩa các method ở trong từng controller này. Tôi quay trở lại user controller. Tôi định nghĩa ra phương thức index public function index. Đây.
đó, và tôi return một cái nội dung ví dụ như là link user đó. Thì hầu hết tất cả các phương thức index ở trong các controller của Laravel nó dùng để thể hiện danh sách dữ liệu của cái đối tượng đó. Ví dụ đối tượng ở đây của chúng ta là user. Tôi quay trở lại đây, tôi copy nó vào trong category và tôi sẽ có là link category đó. Sau đó tôi copy cái method này và new, tôi sẽ tạo ra một cái method là list new như thế này. Tiếp theo tôi sẽ quay trở lại đây và list product đó. Bây giờ làm thế nào để tôi có thể chạy được từng cái action này ở trong từng controller thì chúng ta sẽ gọi nó ở bên ngoài router, hay nói cách khác là router nó sẽ điều hướng gọi đến action nào trong controller nào. Chúng ta sẽ quay trở lại controller đây và chúng ta sẽ gọi đến như thông thường, chúng ta sẽ có phương thức là user, tôi tạm gọi như vậy. Thì chúng ta sẽ hiểu là backend user thì nó sẽ gọi vào lead user. Đây của chúng ta sẽ là user controller và tôi gọi đến function index, method index, và đây tôi sẽ đổi nó thành product và tôi sẽ đổi tên ở đây, controller của chúng ta sẽ là product controller. Tôi gọi đến action là index như thế này đó, nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Đây và chúng ta sẽ có new category, category controller, đây chúng ta sẽ đổi được category đó, và đây sẽ là category đó. Từ tạm thời tôi xóa đi, các bạn thấy dòng controller như thế này nó ngắn gọn hơn rất nhiều. Đây và đây sẽ là new và đây sẽ là new đó, các bạn như vậy, đây sẽ là new. Ok, lúc này chúng ta đã được bốn cái router tương ứng với bốn cái method cho bốn cái controller này. Và nhìn ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta gọi đến backend user thì nó sẽ chạy cái user index lên. Lúc này chúng ta sẽ chạy lên. Chúng ta sẽ chạy lên. Thì để xem chúng ta sẽ gặp vấn đề gì. Thì tôi sẽ quay trở lại phần view, chính là phần test view của chúng ta nằm trong thư mục view. Tôi sẽ điều chỉnh một chút về cái router này. Đây. Thì lúc này router của chúng ta sẽ là backend user product new như thế này đó, và tôi sẽ chạy nó lên thì xem có vấn đề gì hay không. Đây chúng ta kích vào user management đó, điều gì sẽ xảy ra? Nó đang báo lỗi là nó không thể tìm thấy user controller đó. Khi mà các bạn chạy như thế này lên, gọi đến controller như thế này, gọi như thế này, thì nó hiểu là nó sẽ tìm đến controller, user controller ở trong thư mục controller đó. Và các bạn nhìn thấy ở đây trong thư mục controller thì không hề có user controller, mà user controller nó nằm ở trong backend controller như thế này đó, nó nằm trong thư mục backend cơ. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải định nghĩa ở đây là backend như thế này đó, theo cú pháp của nameplate. Đây. Đó, thì nó tương đương với cái nameplate như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây HTTP backend này. Đó, đến đây. Thì ở trong đây của chúng ta sẽ phải là backend như thế này. Chúng ta chạy nó lên. Đó, thì lúc này chúng ta đã chạy được vào từng phần, không vấn đề gì. Đó, thì quay trở lại đây, các bạn thấy là chúng ta đang dùng cái router prefix là backend và chúng ta đang có nameplate chung là backend, và các bạn thấy chúng ta đang lặp đi lặp lại cái việc viết backend như thế này cho cái nameplate của controller này. Thì Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta cách viết router group với nameplate để chúng ta không phải viết lặp đi lặp lại như thế này, thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Đó.
Đó. Và các bạn muốn sử dụng được cái nameplate backend cho từng cái router là controller này thì các bạn chỉ cần viết thêm một cái nữa, đó là nameplate, namespace như thế này. Và các bạn truyền tên vào như thế này. Đó, chúng ta chạy lên. Đó, thì lúc này kết quả không có gì thay đổi cả. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây như thế này. Đó, thì đây là cái khái niệm và cách sử dụng router nameplate trong router group. Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái router nameplate này bằng cách khai báo như tôi vừa làm ở đây như thế này, hoặc là các bạn có thể sử dụng giống như là array của buổi trước chúng ta dùng. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cách viết như thế này. Các bạn có thể viết như thế này thì cũng không có gì sai cả. Tôi sẽ quay trở lại cái buổi trước, cái phần trước đây tôi hướng dẫn các bạn viết, thì các bạn có thể viết như thế này. Thì hai cách viết này là như nhau. Đó, thì các bạn quen cách nào thì các bạn có thể sử dụng cách đó. Ví dụ đây prefix là backend, và chúng ta có cái phần từ thứ hai của mạng này chính là nameplate, nó sẽ là thư mục backend viết hòa như thế này. Đó, tôi tạm thời thích comment cái này lại, tôi chạy cái này lên thì kết quả sẽ như nhau, không có gì khác cả. Đó, các bạn có thể thấy là kết quả như nhau, và đây là chỉ là hai cách viết khác nhau. Thì các bạn sẽ sử dụng một trong hai cách viết này thôi. Thì ai quen cách nào thì có thể dùng cách đó. Thì tôi tạm thời tôi bỏ cách này đi. Đó, và tôi sẽ dùng cách trên. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái router nameplate ở trong Laravel, và cách để chúng ta có thể mapping từng cái router này đến từng cái action trong từng controller như thế này. Đó, và sau này chúng ta sẽ không khai báo router kiểu như thế này nữa. Đó, chúng ta sẽ khai báo router và đi kèm với nó là từng controller cụ thể. Ok, tôi sẽ dừng video này tại đây. Các bạn đừng quên subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để có thể đón xem những video mới nhất mà chúng tôi upload lên. Xin chào và hẹn gặp lại.